Xin chào các bạn người cá, cũng như các bạn fan của Tuyên ở trên YouTube. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn trẻ Việt Nam sẽ đều yêu thích. Đó chính là Tuyên sẽ bắt đầu tổ chức cuộc thi ảnh đẹp người cá quốc tế. Các bạn có thể xem ở trên fanpage của Tuyên. Tất cả những bạn mà mua đuôi nàng tiên cá của Tuyên á đều được tham gia cuộc thi này. Và tất cả những ảnh dự thi của các bạn, một là gửi vô tin nhắn cho Tuyên, hai á là gửi email đó, hoặc là ba là các bạn đóng cho Tuyên lệ phí 50.000 đồng. Rồi tôi sẽ set up một cái buổi chụp ảnh chuyên nghiệp để cho các bạn chụp ảnh giống như các bạn người cá đăng ảnh dự thi ở đây. Thì bạn nào có được nhiều cái lượng like nhất trong vòng 1 năm, là cuộc thi này tổ chức 2018 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến cuối năm 2018 á, thì tôi sẽ tổng kết cái lượng ảnh được like ở trên cái này. Bạn nào có nhiều like nhất, bạn đó sẽ được phần thưởng là nhiêu ta? Phần thưởng này là tổng trị giá là trên 20 triệu đồng, là có thể là số tiền này nó sẽ tăng lên nữa. Bởi vì tôi tính cái mức tối thiểu á, là sẽ có 3 giải thưởng, nhất, nhì, ba. Và bây giờ cái giải thưởng á, nó cao nhất là 20 triệu đồng. Nhưng mà sau 1 năm á, các bạn sẽ có nhiều người cá đăng ký thêm nữa, rồi các bạn mua đuôi cá nữa, các bạn chụp ảnh đẹp được nhiều like, thì cái tiền này nó cũng sẽ bắt đầu tăng lên nữa. Đó là một cái chương trình mà tôi nghĩ rất là hấp dẫn trong năm, để giúp cho nhiều bạn trở thành người cá, để các bạn khỏe mạnh. Từ việc khỏe mạnh đó, các bạn sẽ yêu thích ăn chay và không hại động vật nữa. Vì những bạn mà yếu đuối thường nghĩ rằng mình phải ăn thịt động vật mới có thể khỏe mạnh, nhưng không phải. Khi mình rèn luyện sức khỏe tốt, mình khỏe mạnh, mình bơi người cá, mình sẽ được tiến hóa, có được thân thể bất hoại, nghĩa là không còn bệnh tật nữa. Đó, thì những cái ảnh dự thi là mình sẽ đăng lên ở trên đây. Có rất nhiều bạn nước ngoài cũng đã đăng ký tham gia rồi nha các bạn, rất là vui. Tôi mới chạy chương trình này ngày hôm qua thôi, ngày hôm kia chứ ngày 1 tháng 1 á. Và bây giờ những bạn mà mua đuôi cá có thể đăng ký chụp ảnh nha, hoặc là cứ gửi ảnh cho Tuyên. Các bạn biết tại sao mà tôi muốn khuyến khích các bạn trở thành người cá không? Bởi vì á, bây giờ có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc. Và nguyên nhân tại sao trẻ em bị bắt cóc các bạn biết rồi đó. Vì cuộc sống khó khăn, ăn uống thiếu thốn rồi bệnh tật, người ta lại muốn kiếm nhiều tiền hơn. Rồi người ta muốn kiếm nhiều tiền, rồi người ta bắt hại động vật riết hết rồi, giờ người ta muốn bắt hại tới con người. Bởi vậy nếu mà chúng ta khỏe mạnh rồi, chúng ta sẽ có suy nghĩ tích cực và chúng ta sẽ không còn làm hại động vật và làm hại cái thế giới này nữa. Nên việc các em trở thành người cá sẽ giúp cho các em tránh được rất nhiều nghiệp chướng trong tương lai, và giúp cho thế giới hòa bình, không còn ngày tận thế xảy ra nữa, và các loài vật ở Việt Nam cũng sẽ được yêu thương. Thì sự kiện câu lạc bộ người cá hàng tuần tôi sẽ ngưng lại, để năm 2018 tôi chạy các chương trình về cuộc thi ảnh đẹp người cá, liên kết với tất cả trung tâm bảo vệ động vật khắp thế giới, để cho các bạn người cá của Tuyên có một cái điểm đến để được chăm sóc động vật, để thực hiện ước mơ của các bạn là gần gũi những loài động vật hoang dã quý hiếm. Bởi vì tôi là nhà bảo vệ động vật ở Việt Nam cũng như ở thế giới, và không chỉ động vật trên bờ lẫn dưới nước, Tuyên đều là thành viên của các tổ chức bảo vệ động vật ấy. Tuyên dạy bơi người cá mục đích là muốn các em tốt thôi, và có được rất nhiều cơ hội trong tương lai. Và cái nghề người cá là một cái nghề rất là hot, cực kỳ hot trên thế giới, mà ở Việt Nam chỉ duy nhất Tuyên là thầy người cá được quốc tế công nhận, và là thầy người nhái nữa. Những cái bạn mà đăng ký dự thi ảnh đẹp á, không chỉ đăng lên fanpage nha, up lên đây để cho mọi người chấm điểm like. Và những cái ảnh đẹp mà những bạn mà đóng lệ phí 50.000 á, là tổ chức chụp ảnh studio á, chuyên nghiệp á, thì còn sẽ được đăng lên website của Tuyên nữa, trở thành người mẫu của Tuyên luôn. Ví dụ như của bạn người cá Luna đi, cái đuôi cá này của bạn Luna được mua rất là nhiều. Ví dụ như trong đây bạn Luna like rất là ít, nhưng mà cái đuôi cá của bạn ấy mặc á, rất là nhiều người mua. Tất nhiên là bạn Luna sẽ có một cái phần quà nếu mà không được vô top những bạn người cá được nhiều like nhất trong cái cuộc thi năm nay. Nhưng mà cái số đuôi cá của bạn bán rất là chạy ở trên website Tuyên thì bạn vẫn được phần quà khuyến khích. Đó là một sự đặc biệt. Và một sự đặc biệt hơn nữa là những cái bạn mà đăng ký dự thi á, để chắc chắn tôi đều up một tấm ảnh đại diện của bạn lên cái trang này của Tuyên, trang Facebook cá nhân mà Tuyên. Đây, cuộc thi ảnh đẹp người cá quốc tế. Còn trên fanpage là bạn chụp ảnh nào bạn muốn up thì tôi up hết cho bạn. Tuyên chỉ chọn ra tấm ảnh được nhiều like nhất thôi. Nên trên cái cuộc thi này á, nó có một cái album là tôi cứ up ảnh lên hết. Các bạn hiểu cái cuộc chơi này rồi đúng không? Cuộc thi ảnh đẹp là như thế. Rồi, tôi sẽ là một cái nơi mà thật sự là chắc chắn ước mơ cho bạn. Tôi sẽ đồng hành cùng với các người cá của mình trong tương lai để cùng thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật. Rồi, các bạn muốn biết những cái thông tin mới của trang web Tuyên, các bạn lên tuyun.vn nha. Nhiều bạn đang nghĩ Tuyên chỉ là một cái cá nhân bình thường, nhưng thật sự tôi là một cái tổ chức. Và các bạn nhìn thấy cái website tôi là cũng đủ hiểu rồi đúng không? Ở đây có một cái bài viết mà nó bị ẩn. Tuyên là một cái chuyên gia thiết kế website ở Việt Nam luôn đó các bạn. Nên website của Tuyên làm nó là web hệ thống rất là phức tạp và chuyên nghiệp, trị giá hàng ngàn đô la. Tuyên vẫn còn đang nâng cấp website hơn nữa để cho nó chuyên nghiệp hơn, phù hợp hơn. Các bạn thấy không, những cái ý tưởng thiết kế trên này đều là của Tuyên hết. Và tôi đang muốn làm sao mà cái web của mình á tiện lợi vô cùng